Thảo xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang ngồi trước màn hình của chương trình Nét Việt TV. Thưa quý vị, hôm nay Thanh Thảo rất là vui, rất là hân hoan để ngồi đây thưa chuộng quý vị. Và thưa quý vị, Thanh Thảo ngày hôm nay mang đến một niềm vui mà Thanh Thảo biết rằng tất cả cộng đồng của chúng ta San Jose rất yêu mến gương mặt này. Đã từ lâu rồi chúng ta không được gặp anh xuất hiện trên truyền hình của thành phố San Jose chúng ta. Không ai xa lạ hết thưa quý vị. Quý vị hãy nhìn lên màn hình, Thanh Thảo giới thiệu quý vị Đăng Hồng. Dạ, lời đầu tiên thì Đăng Nguyên xin được phép gửi lời chào trân trọng và rất biết ơn trong thời gian qua các khán giả của thành phố San Jose cũng như của toàn Hoa Kỳ đã ủng hộ cho Đăng Nguyên suốt một thời gian dài. Và cũng khá lâu rồi hả? Thì Đăng Nguyên với lại Thanh Thảo với chị Thảo mới cộng tác là với nhau. Thì trước đây thì mình cộng tác với nhau trên đài radio. Đúng. Và sau đó thì Đăng Nguyên vắng mặt một thời gian khá dài và bây giờ mới gặp lại và rất là vui và hân hạnh vì lại xuất hiện trên TV cùng với quý vị khán giả. Thưa quý vị, nếu mà quý vị yêu thích chúng tôi thì quý vị nhớ rằng trước đây thì Thanh Thảo cùng Đăng Học đã cùng với nhau làm một chương trình radio trên làn sóng mà quý vị cũng rất là yêu mến. Thì hai chị em làm việc với nhau rất là ăn ý và Đăng Học cũng có vừa chia sẻ là Đăng Học đã vắng mặt rất là lâu rồi. Nhưng mà có một điều Thanh Thảo tin chắc rằng quý vị khán giả ngoài kia rất là thắc mắc, tại sao Thanh Thảo thì gọi Đăng Học, mà tại sao anh Đăng Học, cái một nhân vật rất là nổi tiếng, ai cũng biết, trước đây cứ xem anh ấy đọc tin rồi thực hiện những chương trình Giai Điệu Xanh, những chương trình rất là dễ thương ở những chương trình nổi tiếng ở thành phố San Jose chúng ta, nhưng mà nãy giờ Thanh Học mà Đăng Học lại xưng là Đăng Nguyên. Thì với Thanh Thảo thì Thanh Thảo biết rất là rõ điều này rồi, nhưng mà với tất cả khán giả thì Thanh Thảo tin rằng quý vị rất thắc mắc. Thì chị Thanh Thảo rất là muốn Đăng Nguyên hãy giải thích tại sao. Dạ thưa quý vị, là trong suốt một năm qua thì Đăng Nguyên cũng như giống như là Đăng Học vậy đó, đã vắng bóng trên truyền hình vì Đăng Nguyên trở về Việt Nam để theo đuổi cái sự nghiệp âm nhạc cũng như là phim ảnh của Đăng Nguyên mà trong cả một thời tuổi trẻ của Đăng Nguyên đam mê. Lý do là cũng có khá nhiều lý do khiến cho Đăng Nguyên cũng phải chọn cho mình một cái nghệ danh và Đăng Học lại đổi cái tên của mình thành Đăng Nguyên. Nhưng lại có một sự trùng lập về một ca sĩ ở Việt Nam cũng tên Đăng Nguyên, cho nên Đăng Học mới xin phép là được gọi là nhận một món quà, tức là một danh hiệu của từ mọi người yêu mến đã tặng cho Đăng Nguyên là cái chữ là chàng trai vàng của thư pháp Việt. Cho nên Đăng Nguyên chuyển nó thành chữ Golden Boy, mà viết tắt là Golden B, tức là chàng trai vàng, để giống như là mình có một cái thương hiệu riêng của mình vậy đó. Chị có một thắc mắc như thế này, lúc nãy Đăng Nguyên có nói là Đăng Nguyên về Việt Nam để theo đuổi những ước mơ, những đam mê của Đăng Nguyên từ nhỏ. Nhưng mà thưa quý vị, như Thanh Thảo cũng biết, Đăng Nguyên từ xưa tới giờ biết đến là một tay viết thư pháp kỳ khôi. Mình được mệnh danh là chàng trai vàng của thư pháp Việt. Đó là một niềm đam mê của Đăng Nguyên, đúng không? Yeah. Thì tại sao bây giờ, chẳng lẽ Đăng Nguyên có nhiều đam mê như vậy hay sao? Dạ thật ra thì thưa quý vị, là từ nhỏ cho tới lớn thì nói ra là nhiều đam mê thì cũng đúng. Tại vì nhiều người gọi Đăng Nguyên là một người đa tài. Tại vì ngoài thư pháp này, ca hát, rồi Đăng Nguyên còn đi đóng phim, diễn kịch. Hoặc là về những cái phần mà làm về thủ công á, thì Đăng Nguyên cũng rất là giỏi. Ví dụ như là cắm hoa, hoặc là thiết kế quần áo, tức là rất là nhiều. Nhưng mà thật ra nó cũng ở chung ở trong một cái lĩnh vực gọi là lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng mà lý do tại sao mà có nhiều người rất là thắc mắc, và thậm chí là khi mà biết Đăng Nguyên chuyển sang đi ca hát á, thì nhiều người cũng hơi phản ứng ở trên cái trang cá nhân của Đăng Nguyên. Thì thưa quý vị, thật ra là bởi vì mọi người đã nói tại sao Đăng Nguyên quá thành công ở trong cái lĩnh vực thư pháp lại phải chuyển sang một cái lĩnh vực khác, thì cái đó có điều đó hơi dại dột hay không. Thì riêng đối với cái quan niệm sống của Đăng Nguyên, tức là mình phải sống và mình phải làm việc và phải cống hiến như thế nào mà để cho thỏa cái niềm đam mê của mình đối với những con người làm nghệ thuật, thì thưa quý vị, thì lý do là đã quá thành công với trong cái bộ môn thư pháp rồi, nhưng mà Đăng Nguyên không muốn dùng cái bộ môn đó, cái bộ môn nghệ thuật mà nó mang cái những cái ý nghĩa, những cái triết lý nó rất là
Giống như là nó hơi bị có chiều sâu nè, nó hơi thiêng liêng một chút mà mang ra để kinh doanh, để kiếm sống. Cho nên Đăng Nguyên chỉ đa phần là Đăng Nguyên gọi là đến với cái bộ môn thư pháp đa phần gọi là cống hiến. Cũng như là Đăng Nguyên đã viết được 6 quyển sách, trong đó có thêm hai cái quyển sách nó hơi khổng lồ một chút. Một quyển là Kỷ lục Việt Nam, đó là tập thơ riêng của Đăng Nguyên sáng tác, và một quyển thứ hai là một cái quyển kinh lớn nhất châu Á, lớn nhất châu Á, nhưng mà do là dầu quyển kinh Phật á, cho nên có thể xem là một quyển kinh lớn nhất thế giới, là bộ kinh Pháp Cú. Thì đó là những cái đóng góp của Đăng Nguyên cũng khá nhiều trong cái lĩnh vực đó. Còn ví dụ như là để muốn truyền nghề lại cho các bạn trẻ, thì Đăng Nguyên cũng đã có những học trò sẽ thay thế công việc của mình, và đồng thời thì Đăng Nguyên đã làm những cái gọi là những cái video clip mà để hướng dẫn dạy cho những bạn nào mà không có điều kiện gặp gỡ Đăng Nguyên thì sẽ có thể học hỏi trực tiếp ở trên mạng YouTube, đó là qua cái chương trình là Cùng Luyện Thư Pháp Việt với Đăng Học. Thì Nguyên nghĩ là mình đã làm khá nhiều cho bộ môn thư pháp Việt rồi, thì còn có những đỉnh núi cao khác mà mình vẫn chưa chinh phục, mà nó đều là những cái ước ao, những cái đam mê, giống như là âm nhạc và điện ảnh và sân khấu. Thì đó là những cái đam mê, những cái công việc mà Đăng Nguyên đã theo đuổi từ bé trước khi là biết đến thư pháp nữa. Thưa quý vị, đối với Đăng Nguyên thì anh Thảo nghĩ rằng có rất là nhiều ngọn núi cao mà Đăng Nguyên đi đến để hòng được chinh phục những ngọn núi đó. Thì sẵn đây thì anh Thảo cũng hỏi Đăng Nguyên là khi mà Đăng Nguyên về nước để theo đuổi những đam mê của mình thì Đăng Nguyên đã làm được những gì ạ? Anh Thảo nghĩ rằng những khán giả ngoài kia cũng rất muốn biết được những thành công hoặc là những khó khăn gì mà Đăng Nguyên gặp phải khi mà thực hiện những ước mơ của mình trong nước. Dạ vâng, rất cảm ơn câu hỏi này của chị Thanh Thảo. Thì để cho Đăng Nguyên có dịp và tâm sự về một cái khoảng thời gian 1 năm trời rất là vất vả và khó khăn của mình. Thì thưa quý vị, là một thân một mình trở về Việt Nam để mà theo đuổi cái con đường âm nhạc thì đó rất là gian nan, bởi vì ở Việt Nam thì cái số lượng mà những người mà cùng theo đuổi những cái công việc về âm nhạc hoặc là điện ảnh thì rất là đông. Thì khiến làm sao mà cho mình có thể là có một vị trí hoặc là để cho khán giả biết đến là một điều rất là khó khăn. Thì cũng may mắn là trong 1 năm qua thì Đăng Nguyên đã cũng có được một số thành công nhất định. Dĩ nhiên nó là nó nhỏ nhoi thôi, chưa phải là quá lớn lao gì. Thì cái lúc mà mới trở về nước thì thú thật là cũng theo những cái lời rủ rê xúi dục của một số người quen, thì nói Đăng Nguyên về đi thì sẽ tạo điều kiện, sẽ giúp đỡ cái này kia em. Nhưng mà sau khi mình về rồi thì thật sự là đa số mình là phải tự bước đi bằng chính đôi chân của mình. Thì đầu tiên thì Đăng Nguyên thu một bài hát do Đăng Nguyên sáng tác, bài hát mang tên là Phố Vắng Em. Thì Đăng Nguyên đã làm một cái MV, một cái gọi là MV bỏ túi thôi, bởi vì cái lúc đó mình cũng chưa có rành về cái thị trường âm nhạc Việt Nam, chưa có rành về những cái ekip nhiều, chưa có quen biết nhiều, cho nên mình chỉ làm một cái mà gọi là để tìm hiểu thị trường như thế nào. Thì sau đó, sau cái sản phẩm đó thì Đăng Nguyên rất may mắn, có thể nói là tổ nghề đã thương và giúp cho Đăng Nguyên được khán giả biết đến nhiều hơn qua cái bộ phim ngắn ca nhạc mang tên là Điều Tuyệt Vời Thứ 10. Thì bộ phim ngắn đó đã khi mới đưa ra nó đã nhanh chóng trở thành một cái hiện tượng, và rất là nhiều khán thính giả, nhất là khán thính giả trẻ, đã xem đồng cảm và khóc với cái bộ phim này Điều Tuyệt Vời Thứ 10. Sau đó thì Đăng Nguyên lúc đó nhiều người biết đến Đăng Nguyên hơn và nhiều cái mối quan hệ hơn, thì nhận được nhiều sự giúp đỡ khá nhiệt tình, và Đăng Nguyên quyết định là sẽ làm những cái sản phẩm âm nhạc sẽ chất lượng hơn rất là nhiều. Cho nên sau đó thì Đăng Nguyên mới giống như là tự rèn luyện cho bản thân của mình, và tự đi hát, tự làm việc gom góp để mà mình đầu tư vào những cái sản phẩm âm nhạc nó tốt hơn. Bằng chứng là sau đó là Đăng Nguyên đã ra được một cái sản phẩm là bài Để Mặc Tôi, là một cái MV rất là đầu tư, nó rất là chiều sâu. Và giống như quý vị nhìn thấy Đăng Nguyên như thế này thì khác hẳn với một hình ảnh một Đăng Học, một ông đồ, một người mà gọi là điềm đạm nó viết thư pháp. Thì thưa các bạn, thì có rất nhiều người cũng vậy, thích hình ảnh Đăng Học hơn, thích một người trẻ mà có phong thái gọi là rất là thư sinh nho nhã, ví dụ như vậy, thì thích cái cách sống như vậy.
Thì cũng xin phép được chia sẻ với lại quý khán giả là lý do là Đăng Nguyên đang theo đuổi với cái sự nghiệp âm nhạc, cho nên Đăng Nguyên phải thay đổi cái ngoại hình của mình, nhưng mà vẫn hứa với các bạn là cái chiều sâu bên trong vẫn còn mãi mãi ở trong Đăng Nguyên. Đăng Nguyên ơi, lúc nãy Đăng Nguyên có nói là có nhiều vị khán giả sẽ vẫn yêu mến một hình ảnh Đăng Học, một ông đồ ngồi viết chững chạc để viết thư pháp. Thanh Thảo thì không tin như vậy đâu. Thế thôi thì quý vị hãy nhìn lên màn hình để xem Đăng Nguyên với những sản phẩm của anh ấy, để quý vị phán xét thêm Đăng Học hay Đăng Nguyên khiến quý vị cảm thấy yêu mến hơn. Rơi chỉ còn mỗi em nơi đây lạnh cầm, nguyện cầu mình được sát vai yêu thương ngọt ngào như làn mây lặng im về nơi phương nào người hỡi, thần thờ ngồi nhìn bóng anh xa dần, mặc thời gian trôi đi miên man và lòng vẫn biết trao cho anh. Đành nhìn cơn mưa dầu kín, biết khi nào gặp lại, phút giây chúng ta cùng nhau bước trên con đường. Dẫu biết rằng trong em tình yêu vẫn còn ấm áp. Kỷ niệm ngày mình bên nhau, ngày tháng vẫn luôn đong đầy, đành lặng im đi trong màn mưa. Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình cùng với chương trình Nét Việt TV. Chàng trai vàng Đăng Học của chúng ta bây giờ là Đăng Nguyên Golden B đang ngồi trong phòng thu cùng với Thanh Thảo ở phần 2 chương trình. Thưa quý vị, lúc nãy thì Đăng Nguyên đã chia sẻ với chúng ta về những công việc mà Đăng Nguyên thực hiện ở trong nước. Bây giờ thì Thanh Thảo lại tiếp tục hỏi Đăng Nguyên những câu hỏi mà Thanh Thảo biết rằng quý vị khán giả ngoài kia cũng rất muốn hỏi chàng trai của chúng ta. Đăng Nguyên ơi, cho chị Thảo hỏi rằng khi mà em về nước để thực hiện ước mơ của mình để vào showbiz Việt, thì phải nói rằng với một cái lực lượng rất là đông đảo trong nước như vậy, em có lợi thế gì để mà em có thể tiến sâu vào showbiz Việt mà chị Thanh Thảo thấy rằng em đã có những bước tiến rất là nhanh, không ai, không dễ gì mà những giới trẻ có thể đạt được như em. Dạ, cảm ơn chị Thanh Thảo hỏi câu hỏi này nữa. Thì thưa quý vị là để mà cho mình được mời show này, để được cho mình đặc biệt hơn đối với những ca sĩ khác, thì về giọng hát thì mình không có dám tự tin rằng là mình quá vượt trội. Nhưng mà riêng thì Đăng Nguyên có cái khả năng là Đăng Nguyên tự sáng tác nhạc. Và có những cái bài nhạc, ví dụ như Hát Cho Ngày Mai, là hát về thế giới, về hòa bình, về cộng đồng, về chia sẻ về cha mẹ, về những hoàn cảnh bất hạnh, hoặc là nhất là với cái ca khúc mà Hùng Chữ Việt. Đăng Nguyên sáng tác cái ca khúc Hùng Chữ Việt này là đầu tiên là để tặng cho cái phong trào thư pháp, và sau đó thì Đăng Nguyên mang nó đi biểu diễn. Và cái điểm đặc biệt của Đăng Nguyên mà giúp cho Đăng Nguyên được may mắn là mới trở về nước đã có thể diễn trên truyền hình, được lên những cái chương trình phát sóng truyền hình, thì đó là bài hát Hùng Chữ Việt, là Đăng Nguyên vừa hát vừa sáng trên cái bài hát mình sáng tác, và đồng thời Đăng Nguyên có thể biểu diễn thư pháp, viết thư pháp ngay tại trên sân khấu đó. Thì sau đó Đăng Nguyên cũng được may mắn là diễn trực tiếp truyền hình với lại nghệ sĩ Hoài Linh, và cũng có nhiều sự giúp đỡ, cho nên Đăng Nguyên mới nhanh chóng có thể có bước tiến nhanh như vậy trong vòng 1 năm qua. Đó là về sự nghiệp âm nhạc thưa quý vị. Còn nếu mà quý vị có theo dõi những
hoạt động của đa nguyên trong nước thì rõ ràng quý vị đã xem qua điều tuyệt vời thứ 10 mà quý vị vừa xem phần một chương trình. Thì gần đây quý vị sẽ thấy đa nguyên xuất hiện trong một phim ngắn có tên là Jack. Bộ phim nói về những mối tình đồng giới. Thì phải nói rằng trong đó thì chị Tịnh Thảo thấy có những nụ hôn đồng giới. Thì phải nói rằng Đăng Nguyên khi mà diễn xuất trong bộ phim đó, thì khi mà chị Tịnh Thảo xem thì có một cái sự cảm phục là tại sao Đăng Nguyên có thể diễn một cách tự nhiên rất là đáng yêu thưa quý vị. Thì sẵn đây thì chị Tịnh Thảo hỏi Đăng Nguyên nha. Có thể là câu hỏi này Đăng Nguyên có thể không trả lời chị Tịnh Thảo. Khi mà diễn những vở như vậy thì bản thân Đăng Nguyên có bị lôi cuốn vào trong đó, mình có bị đồng giới hay không Đăng Nguyên? Cái chuyện đồng giới hay không thì thời gian sắp tới nữa thì quý vị sẽ có câu trả lời chính xác. Nhưng mà còn lý do là Đăng Nguyên cũng không biết là tại sao mình lại chắc là do cái bộ phim Điều Tuyệt Vời Thứ 10. Trong cái lúc đó thì Đăng Nguyên làm cái bộ phim đó để ủng hộ cho cái phong trào mà cái quyền bình đẳng của cái người đồng giới ở trong nước, để mà giúp cho họ có được cái sự chấp thuận của nhà xã nước hội, cũng như cộng đồng xã hội, để cho những cái người đồng giới có thể đến được bên nhau. Thì chắc là do cái diễn xuất và được cái sự yêu mến ở trong cái bộ phim đó, thế nên Đăng Nguyên lại được mời tiếp tục vào một trong cái vai cũng là nói về cái đồng giới. Nhưng mà cái phim này thì nói về một chàng Việt Kiều. Họ viết cái phim này dựa trên hình ảnh của Đăng Nguyên để mà làm cho cái bộ phim đó, giống như Donnie Đóng Giày đó, một chàng Việt Kiều về nước. Nhưng mà trong cái giới mà đồng tính đó thì họ có một cái ứng dụng để mà liên hệ với nhau, tìm bạn với nhau để mà làm những cái mua đồ gì đó thì không biết. Thì và cái một cái mối quan hệ này nó sẽ gặp với một cái chàng trai khá nổi tiếng trong cái giới ở Việt Nam. Thì truyền tải qua cái thông điệp đó thì nó đến một cái khía cạnh của người đồng giới ở Việt Nam, có những cái khía cạnh là nhìn vào nó có lẽ là nó không đẹp mắt, không hay cho xã hội. Bởi vì mình không thể nào mà mình phủ nhận được những người đồng giới, những cái tài năng của họ đối với cái xã hội, những sự cống hiến của họ rất là tuyệt vời, rất là giỏi. Nhưng mà đồng thời cũng có những cái người đồng giới thì do cái cách suy nghĩ và cách sống của, nhất là đối với giới trẻ đó, thì không đẹp mắt lắm trong xã hội. Thì cái bộ phim này nói lên cái điều đó, nói lên cái phản ảnh về cái điều đó. Còn về những cái nụ hôn trong đó thì thưa quý vị, Đăng Nguyên xin được đính chính là Đăng Nguyên chỉ là một diễn viên, cho nên khi mà mình thể hiện một cái vai diễn nào đó thì mình phải tập trung, mình phải tưởng tượng ra mình là một cái nhân vật như vậy, đặt mình vào trong cái hoàn cảnh như thế, và mình sẽ cảm nhân vật 70% nằm ở trong đó. Thì Đăng Nguyên cứ tin mình lúc đó là có người yêu đồng giới, cho nên Đăng Nguyên chỉ diễn rất là tự nhiên và rất là bình thường. Bởi vì vậy, nếu mà nhắc đến nụ hôn, mà nếu mà nói mình hôn con trai á thì là đồng giới á. Thì sau đó thì Đăng Nguyên lại cũng có một cái phim ngắn vừa mới ra mắt, đó là phim tiếng Anh là Between Us, còn phim tiếng Việt là Đi Tìm Khoảng Cách. Thì Đăng Nguyên cũng hôn một cô gái, và một cô gái này là một cô gái là diễn viên người Mỹ đàng hoàng. Thưa quý vị, chuyện đồng giới hay không thì vấn đề đó không phải là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta hiện nay. Vì xã hội bây giờ theo Thảo nghĩ rằng đồng giới ở giới tính nào chúng ta cũng được trân trọng và được yêu quý, và bất cứ ở giới tính nào chúng ta cũng có những đóng góp rất là trân quý, những đóng góp rất là tốt đẹp cho xã hội chúng ta. Chị Thanh Thảo vẫn theo dõi Đăng Nguyên rất là nhiều từ trên Facebook, từ trong những bài báo trong nước, và chúng ta cũng thường xuyên liên lạc với nhau trên message, đúng không? Thì gần đây thì rõ ràng Đăng Nguyên, thưa quý vị, xuất hiện thường xuyên với một nhân vật mà Thanh Thảo biết rằng chúng ta rất là thích anh những người diễn viên này, đó là Hoài Linh. Thì chị Thanh Thảo muốn hỏi có tin đồn. Có một tin đồn nha, chị Thảo cũng hỏi thẳng luôn là Đăng Nguyên là một trong những người con nuôi của Hoài Linh, có đúng với vậy không Đăng Nguyên? Dạ thưa quý vị, thì trong cái thời gian qua thì báo trong nước hay chú ý đến những người con nuôi của bố Hoài Linh. Thì thật sự thì Đăng Nguyên xin được phép chia sẻ là Đăng Nguyên gọi nghệ sĩ Hoài Linh là bố, nhưng mà tức là bố với con, thì nhưng mà
con đây không phải là con nuôi đâu. Cái thời gian Đăng Nguyên trở về nước thì cũng là may mắn là được nghệ sĩ Hài Hoài Linh nâng đỡ, cũng như là bố Hoài Linh đã nâng đỡ rất là nhiều ở trong cái sự nghiệp của Đăng Nguyên. Và ngoài ra thì bố còn cho Đăng Nguyên được phép như là thể hiện thêm một niềm đam mê của mình nữa, là qua những cái trang phục mà bố mặc để diễn thì Đăng Nguyên thiết kế cho bố mặc. Gần nhất thì có quý vị có thể xem cái chương trình là Gương Mặt Thân Quen trong cái đêm chung kết, một cái áo dài màu đen mà hình con hạc vàng mà bố mặc, đó là do Đăng Nguyên đã làm tặng cho bố trong cái chương trình đặc biệt đó. Thì còn mà cái quan hệ mà bố con như thế nào á, thì xin cho phép Đăng Nguyên được giấu kín cho đến khi nào mà chuyện thành thì Đăng Nguyên sẽ công bố với quý vị sau. Thưa quý vị, nếu mà nhắc đến cái áo mà Đăng Nguyên đã thiết kế cho Hoài Linh thì thưa quý vị, cho Thanh Thảo một lời khen. Phải nói rằng chiếc áo mà Hoài Linh bận trong ngày hôm đó rất là đẹp. Đây là lời khen rất là chân thành mà chị Thanh Thảo gửi đến Đăng Nguyên. Thanh Thảo không thể ngờ rằng với một Đăng Nguyên có thể đa tài tới như vậy. Ở một lĩnh vực nào Đăng Nguyên cũng có thể làm tới nơi, tới chốn. Và nói đến vấn đề này thì Thanh Thảo phải nói thế rằng, như thưa quý vị như thế này, Đăng Nguyên theo đuổi quá nhiều, nào là thư pháp nè, nào là ca nhạc nè, nào là thiết kế nè, rồi nào là đóng phim nữa, thì Đăng Nguyên ôm đồm quá nhiều thưa quý vị. Quý vị nhìn đó, không phải còn là một đăng học tròn trịa mập mạp như trước đây chúng ta đã thấy, mà là một Đăng Nguyên ốm đi rất là nhiều. Thì chị Thanh Thảo tin rằng cái Đăng Nguyên cũng đã kiệt sức với công việc của mình quá nhiều, phải không Đăng Nguyên? Dạ đúng, có thể là chị Thảo dùng cái từ kiệt sức là cũng hơi đúng với lại Đăng Nguyên. Tại vì thú thiệt với quý vị là trong vòng một năm qua khi mà ở Việt Nam á, thì Đăng Nguyên đã có một lần được đưa đi cấp cứu. Nếu không lúc đó có thể là nguy hiểm đến tính mạng của mình rồi. Và rất là nhiều lần phải nhập viện vì sức khỏe của mình không có được tốt. Thì nói thiệt là nếu mà không có làm nhiều công việc như vậy á, thì cũng rất là khó. Bởi vì thứ nhất là Đăng Nguyên tự thân, tự lập ở Việt Nam. Thì có nhiều thứ mình phải làm lắm, nhiều thứ mình phải trải qua. Cho nên nếu mà cái gì mà mình cũng nhờ người khác làm á, nhiều khi mình đâu có đủ chi phí để mà làm như người ta cho trả hết cho mọi người. Cho nên nhiều thứ mình phải tự làm, và thậm chí là song song với cái lĩnh vực ca hát hoặc là đóng phim thì Đăng Nguyên còn phải làm thêm một số việc nữa để có thu nhập, để mới có tiền đầu tư vô những sản phẩm âm nhạc, ra album, ra những cái phim ảnh để mà giới thiệu đến với công chúng. Thì cho nên quả thật là áp lực rất là nhiều đối với Đăng Nguyên. Nhưng mà bởi vì cái niềm lòng đam mê của mình, nó thôi thúc cho Đăng Nguyên có thể có thêm nghị lực và tiếp tục đứng dậy và tiếp tục hoạt động để mà cống hiến đến với tất cả quý vị khán giả. Chị Thảo rất là đồng ý khi mà trên hết vẫn là một niềm đam mê rất là lớn trong lòng của Đăng Nguyên. Thì sẵn đây thì một câu hỏi rất là ngắn trước khi chúng ta chia tay khán giả. Những dự định nào mà Đăng Nguyên sắp tới sẽ làm, Đăng Nguyên hãy chia sẻ cùng với khán giả của chúng ta. Dạ thưa chị Thảo cũng như quý vị khán giả, thì Đăng Nguyên vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi cái con đường ca hát của mình, cũng như nếu như mà may mắn có duyên được tham gia tiếp những bộ phim thì Đăng Nguyên cũng sẽ tiếp tục tham gia đóng phim và ca hát song song. Nhưng mà hy vọng rằng bước tiến sau này của Đăng Nguyên sẽ khác, bởi vì quý vị giống như quý vị bây giờ, quý vị nhìn thấy Đăng Nguyên hoàn toàn gọi là lột xác, khác với Đăng học ngày xưa, khác hẳn 100% luôn. Bởi vì Đăng Nguyên hiện giờ có một cái ekip giúp đỡ mình, tạo cho mình hình tượng, và hiện giờ thì Đăng Nguyên đang theo đuổi hình tượng K-pop, cũng như là những cái ca khúc nó sẽ thích hợp hơn với lại các khán thính giả trẻ để mình dễ dàng đi vào lòng của các bạn trẻ. Vì trước đây thì Đăng Nguyên tự lựa chọn bài hát của mình hoặc là mình tự sáng tác nhạc thì nó lại bị đúng cái bản chất già của mình đó chị, những cái bản chất thư pháp của mình đó. Cho nên bây giờ thì đã có những người định hướng và giúp đỡ cho Đăng Nguyên, thì hy vọng rằng mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn rất là nhiều. Một lời chúc mà chị Thanh Thảo chúc với cả thành tâm của mình, hy vọng rằng Đăng Nguyên sẽ gặt hái được những thành công tuyệt đối với những ước mơ, những đam mê mà Đăng Nguyên đã chọn. Bây giờ thì Đăng Nguyên có thể gửi lời chào đến quý khán giả của chúng ta. Dạ vâng, thì Đăng Nguyên cũng rất cảm ơn lời chúc của chị Thanh Thảo, nhưng mà Đăng Nguyên không mơ là mình thành công tuyệt đối đâu. Chỉ mong rằng được quý khán thính giả yêu mến mình và cho mình có thể bước đi trên con đường dài, trên cái con đường đam mê của mình. Và
Đăng Nguyên cũng rất cảm ơn khán thính giả ở Hoa Kỳ, nhất là các thính giả ở thành phố San Jose. Hy vọng có một ngày nào đó lại có dịp được hát cho quý vị nghe, được mang cái những cái khả năng của mình tiếp tục cống hiến với quý vị. Và cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho Đăng Nguyên trong suốt một thời gian khá dài. Và trước khi kết thúc chương trình thì Đăng Nguyên xin được phép gửi tặng cho tất cả quý vị khán thính giả một phần ngắn trong ca khúc mà Đăng Nguyên đã cố gắng hết sức mình để đầu tư và làm rất là chỉnh chu cho ca khúc này. Đó là ca khúc Để Mặc Tôi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Ngày tới nhanh lắm vẫn phải vươn mình
và bước đi để mặc tôi một chút khóc hết trong một lần chẳng ai vuốt ve dỗ dành để mặc tôi bên vòng nôi. Bên vòng nỗi đau khóc không thôi. Đừng thắp ánh sáng cho tôi nhịn một chút thôi. Ngày tới nhanh lắm vẫn phải vươn mình và bước đi. Để mặc tôi một chút khóc hết trong một lần chẳng ai vuốt ve dỗ dành. Để mặc tôi bên vòng nôi. Thôi để mặc tôi.